xác nhận Nga dùng tên lửa không vũ trang hạt nhân phá hệ thống phòng không Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong tình hình chiến sự mới nhất giữa Nga và Ukraine, thì mới đây, một quan chức cấp cao Mỹ đã xác nhận Nga đang dùng các tên lửa hành trình không mang đầu đạn hạt nhân tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Kiev. Bản cập nhật thông tin tình báo của Anh trích dẫn hình ảnh nguồn mở, chụp mảnh vỡ của một tên lửa hành trình phóng từ trên không xuống lãnh thổ Ukraine, dường như được thiết kế từ những năm 1980 như một hệ thống mang đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã sử dụng một vật dằn để thay thế cho đầu đạn hạt nhân. Một hệ thống vẫn sẽ gây sát thương do động năng của tên lửa và nhiên liệu chưa sử dụng. Quan chức quân đội Mỹ nhận định mục đích của Nga có thể là cố gắng giảm thiểu các tác động của những hệ thống phòng không mà người Ukraine đang sử dụng. Trước đó, Lầu Năm Góc từng tuyên bố việc Moscow gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa ở Ukraine một phần nhằm làm cạn kiệt nguồn cung hệ thống phòng không ở Kiev và cuối cùng nhằm thống trị bầu trời nước láng giềng. Do đó, Mỹ và các đồng minh khác đã tập trung vào việc cung cấp khí tài phòng không cho Ukraine. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ thừa nhận, Washington đang cân nhắc cả khả năng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để giúp Kiev chống lại các tên lửa Nga. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp một loạt tính năng phòng không cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không NASAMS, hơn 1.400 hệ thống phòng không Stinger cùng các radar giám sát trên không và chống pháo binh.